dại khờ, cứ làm người mộng mơ, cứ đi một nơi mãi mê dòng trời, đừng băn khoăn nghĩ ngợi. Có ai không sai lầm, chắc cuộc đời buồn lắm, sống đam mê đi khát khao ăn đi, sợ gì đời hoang phí. Cuộc sống vốn nhất chỉ có một lần, làm sao để không phải ân hận, tất cả sẽ trôi qua vội vã. Mến chào mọi người. Hôm nay chào mừng mọi người đến với phần chương trình rác thải nhựa của tổ 2. Chào mừng mọi người đến với phần chương trình. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu rác thải vô cơ là gì. Rác thải vô cơ là những vật liệu không cần thiết, vô giá trị hay không cần sử dụng được nữa, được tạo ra từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của con người. Và những loại rác thải vô cơ mà chúng ta thường gặp nhất trong cuộc sống hàng ngày đó chính là hộp cắt tông và bì bóng túi ni lông, bao bì sản phẩm, chai nhựa, vỏ lon nước, giấy bóng, quần áo thừa và hộp xốp. Và những thành phần của rác thải vô cơ là gồm có PVC, PA, PI, PU, PB, PS và PIT. Tiếp theo chúng ta đến vòng đời của nhựa. Những món vật dụng mà chúng ta xài hàng ngày tưởng chừng rất đơn giản nhưng nó mất hàng trăm năm để phân hủy. Ví dụ như bàn chải đánh răng mất 500 năm để phân hủy, chai nhựa mất 450 năm để phân hủy, ly nhựa mất 500 năm để phân hủy, tẻ dùng một lần mất 500 năm để phân hủy, tu nhựa mất 20 năm để phân hủy, cốc cà phê mất 30 năm để phân hủy, ống hút nhựa mất 200 năm để phân hủy. Nên chúng ta nên sử dụng túi vải để thay thế túi nhựa, ống hút tre và ống hút inox để thay thế ống hút nhựa. Và chúng ta nên phân loại rác thải từng loại để dễ tái chế. Sau đây là hình ảnh những rác thải để thải ra môi trường. Và sau đây đến với mối đe dọa lâu dài. Hiện nay là rác thải nhựa ảnh hưởng đến môi trường và đe dọa rất lớn đến Việt Nam, bao gồm người và cả động vật. Tại Việt Nam thì mỗi năm nước ta thải ra khoảng là 3,27 triệu tấn rác thải, từ 280 đến 730.000 tấn, chiếm 6% toàn cầu. Trong số đó thì chỉ có 27% được tái chế. Mỗi gia đình thì mỗi tháng tiêu thụ 1 kg túi ni lông. Để đối với môi trường do đặc tính hóa học, rác thải nhựa rất lâu để phân hủy gây ô nhiễm môi trường, đất và nước. Quá trình sản xuất đốt nhựa sinh ra khí CO2 và methane làm biến đổi khí hậu khi trong nhựa, làm đất không giữ được nước dinh dưỡng, ngăn quá trình oxy hóa đất, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây, tạo ra các đảo rác nhựa trên biển, suy thoái hệ sinh thái biển. Tiếp theo là em sẽ nói đến với mối đe dọa lâu dài đối với sinh vật, là trong việc xả thải trên biển là sẽ tạo ra việc ô nhiễm môi trường kém, khiến cho sinh vật bị tắc đường tiêu hóa và bị kẹt trong các rác thải dẫn đến tử vong. Khi sinh vật phát triển hoặc di chuyển tự nhiên là sẽ làm mất cân bằng hệ sinh thái, phá hủy suy giảm đa dạng sinh học, biến đổi gen. Đối với con người là các hạt vi nhựa trong đồ ăn, nước uống, không khí đã dẫn đến nhiều loại bệnh khác nhau. Thứ hai là các sinh hóa chất độc hại như PVI ảnh hưởng đến sinh sản, hệ miễn dịch, gây ung thư. Cuối cùng là chi phí làm sạch, xử lý ô nhiễm gây thiệt hại ngành du lịch và thủy sản ngày càng gia tăng. Và sau đây xin mời cô và các bạn đến với các cách hạn chế sử dụng đồ nhựa của tổ 2 chúng em. Ta có thể mang theo túi vải khi mua sắm để thay thế túi nhựa, dùng ống hút tre hoặc inox để thay thế ống hút nhựa, rồi quay bàn chải đánh răng tre thay nhựa, mang theo ly nước riêng để thay thế chai dùng một lần, và sơn mướp có thể thay thế làm bông tắm nhựa. Đây là giải pháp thực tế mà tổ 2 muốn đề xuất đến với cô và các bạn. Như cô và các bạn đã biết thì về các ưu điểm như chu kỳ sản xuất ngắn, giá thành rẻ, sản xuất hàng loạt, thay đổi liên tục theo xu hướng, thì thời trang nhanh đã trở thành xu thế hợp mới trong thời gian gần đây. Thế nhưng thời trang nhanh được tạo ra chủ yếu bằng các nguyên liệu kém bền như là polyester gây ô nhiễm môi trường. Vì thế nên giải pháp được tổ 2 đề xuất ở đây đó là để làm giảm lượng rác thải thời trang nhanh gây ra. Chúng ta có thể tái chế quần áo cũ thành các vật dụng tiện ích gần gũi như là vớ, dây cột tóc, túi vải, vân vân. Ở đây là một sản phẩm được tổ 2 làm thủ công. Hay thì cho em hỏi là các biện pháp để giảm thải rác thải ở trường nghiệp quốc sân là gì? Nhà trường cũng đã đầu tư mua sắm những chim cánh cụt. Đặc biệt là trong năm học vừa rồi, đoàn trường đã thực hiện một công trình thanh niên, đó là cái mô hình phân loại rác thải để các em học sinh tiến hành phân loại chai nhựa, giấy, và đoàn trường tận dụng cái chai nhựa và giấy đó bán để lấy tiền gây quỹ ủng hộ cho các cái bạn học sinh đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Dạ, em xin cảm ơn sự chia sẻ của thầy ạ. Cả